Chúng tôi rất cảm ơn anh hai của bà năm nào cũng tới chúc Tết. Nhưng nếu bà muốn tranh thủ quan hệ, muốn đi cửa sau là không thể được. Tôi nói, tôi chính thức quyết định tham gia cuộc thi vua trà sữa khu vực A Thái. Nếu lát nữa tôi mà thua, cáo Triệu Tông này sẽ quỳ mà về Mã Lai đó.